A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 29 tháng 12 năm 2022. Cơ sở sản xuất trống chiêng Chuông Mó Tiến Di đã sản xuất xong một bộ trống cho chú Lê Thành Bốt ở thành phố Tê Linh. Nay cơ sở Tiến Di trước khi bàn giao cho chú, cơ sở Tiến Di quay lại để cho các quý khách hàng tham khảo các sản phẩm của cơ sở Tiến Di. Đây là một bộ sản phẩm trống, bộ trống trầu cơ sở Tiến Di sản xuất, một bộ mít da trâu và một chiếc giá đỡ cho chú. Chú mua về cúng dường cho miếu bà. Các quý khách hàng có nhu cầu mua trống hay là sửa trống xin liên hệ cơ sở Tiến Di qua số hotline 0973435444 để được tư vấn và đặt hàng. Hoặc có thể truy cập vào website daihongchung.com.vn để biết thêm các chi tiết về các sản phẩm của cơ sở Tiến Di. Cơ sở Tiến Di quay lại thực tế trước khi đóng gói bàn giao về cho chú ạ. Sản phẩm được cơ sở Tiến Di bảo hành 24 tháng. Cơ sở sản xuất trống chiêng Chuông Mó Tiến Di đã đóng gói xong và chuẩn bị gửi về cho chú Lê Thanh Bốt ạ, ở thành phố Tây Ninh. Cơ sở xin chân thành cảm ơn chú đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm của cơ sở chúng con.